Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Lương Giả. Bản tin của chúng tôi được ghi hình và phát sóng hàng tuần trên các trang mạng Facebook, YouTube. Kính thưa quý vị, ngày đi tháng chạy, năm bay, thời gian nước chảy chẳng quay trở về. Giữa những bộn bề công việc, đôi khi chúng ta quên mất rằng chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2020. Và đó là thời điểm để tất cả chúng ta cùng nhìn lại một năm đã qua với những thành tựu đã đạt được có xứng đáng với kỳ vọng hay không. Còn ngay từ bây giờ, chúng tôi biết rằng các cơ quan, doanh nghiệp đã bắt đầu tất bật lên ý tưởng kịch bản cho các chương trình tri ân, tổng kết cuối năm sao cho ấn tượng và hoành tráng nhất. Lương Giả vinh dự là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp nhân sự và tổ chức các sự kiện chuyên nghiệp. Khi bạn đang xem bản tin này của chúng tôi, thì bạn hãy yên tâm rằng bạn đã tìm thấy cho mình một nhà cung cấp nhân sự và tổ chức các sự kiện uy tín, chuyên nghiệp, sẵn sàng làm hài lòng bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng. Hotline của Lương Giả 0888 011 388 và 0888 181 388. Ngô Đoàn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bản tin tiếp theo.